Chào các bạn, mình là Kai. Thì các bạn nghĩ mình đứng ở đâu? Thì mình làm một cái clip này là mình muốn cho các bạn hiểu nhất là một người muốn mà sang định cư ở Mỹ qua xe đâu mà mình chạy. Không có xe sao đi có việc làm? Thì các bạn á, không cần các credit. Bạn phải có một chút tiền nha, không mình không phải nói là không cần có chỉ tiền cần phải có một chút tiền thôi. Có 300 và 400 đô mới mua một chiếc xe nha các bạn mua chiếc xe, các bạn vừa ý các bạn chạy dưới 10.000 đô nghe. Thì một cái clip này á, mình cho các bạn coi mình đang đứng ở một cái dealer xe, là một cái chỗ xe bán xe là used car đó, là xe giống như xe không có mới, xe là cũ mà xe từ là cỡ 10.000 trở lên không à, đời xe á. Thì mình đã quay sơ cho các bạn coi nha. Đó, những chiếc xe này dưới cỡ 10.000 không các bạn. Bạn mấy chiếc xe trên này á, thì á, mình quay cho các bạn coi là cái mẫu mã của nó rất là dễ thương. Thì đa số mấy chiếc xe trên này á, thì dưới 10.000 các bạn. Thì mời mấy các bạn theo dõi để coi những chi tiết của chiếc xe để mình quay cho các bạn coi nha. Thì á, mình cho mấy các bạn biết á, là mấy chiếc xe này nè, các bạn thấy không, chiếc này á, mình đã hỏi á, là nó có cỡ 7.500 đô, chiếc này 7.500 đô các bạn, chiếc Lexus này rất là đẹp, mẫu mã rất là đẹp, các bạn thấy không. Mới qua Mỹ mình không có việc làm, không có tiền, làm sao mua được cái xe. Thì cái chỗ này đó là chỗ người bạn mình làm bán xe đó các bạn. Thì các bạn có thể bỏ tiền xuống 300 đô và các bạn có thể lấy một được chiếc xe này các bạn chạy, đúng không? Các bạn khỏi cần nhờ người thân người này kia đứng tên các bạn, rất là phiền. Rồi á, rồi phải mua xe mới phải tốn tiền, các bạn phải đi làm có cái job rất là credit, là một cái chớp giống như là phải có tín dụng, thấy không, cái điểm mà kia bằng là cái điểm tín dụng đó các bạn. Và chiếc này nè, quay cho các bạn Camry, các bạn phải có tín dụng, các bạn đi làm các bạn phải có phải build up cái credit phải 2 năm và các bạn mua được chiếc xe lận không, sạch sẽ. Cho con bác cần coi trong xe đều sạch sẽ, bạn không thấy không, xe Lexus đàng hoàng sạch sẽ. Chiếc này chỉ có nhiêu 7.500 đô thôi, không, chiếc Lexus này là IS 200, thấy các bạn, đây nè, đó, đây nè, mẫu mã đẹp đàng hoàng, các bạn thấy không, đủ loại xe. Một tháng các bạn trả bao nhiêu, 350 đô, 300 thì các bạn trả, thì trong vòng các bạn trả 2 năm trời thì các bạn đã trả hết chiếc xe này rồi. Thì cũng đó, các bạn đi làm các bạn có thể dư tiền, các bạn xuống đi mua những chiếc xe mới các bạn thích, các bạn qua đây làm gì, đi làm hãng, làm neo rất là nhiều tiền. Thì trong vòng năm các bạn nhiêu, bạn thấy không, xe ở đây cũng gì nữa, chiếc Toyota Camry bán bao nhiêu, chiếc này mắc hơi mắc, có giá tiền ở đây luôn, 2012, các bạn thấy không, 9.950. Thì cái chiếc này các bạn bỏ đa xuống nhiêu, từ 350 tới 400 đô. Rồi mình trả hàng tháng 350 400 đô thôi. Trong vòng các bạn trả 2 năm. Các bạn không cần có tiền mặt. Đúng không? Cái này mình muốn chia sẻ cho mấy các bạn hiểu biết là ở Mỹ như thế nào. Những người các bạn qua đây không có biết, các bạn phải cần mọi người bạn bè đứng tên đi mua chiếc xe, rồi rất là phiền. Và các bạn phải mang ơn của họ nữa. Cái này các bạn không cần có credit, không cần thẻ tín dụng, các bạn đi làm phở vẫn mua chiếc xe này được, một tháng nhiêu trả 350 đô, bạn thấy không, rất là đẹp. Trong này mình coi cho các bạn coi, thì nó lắp cửa rồi, cái gì hồi mình hỏi cái chủ hưởng xe này á, người bạn của mình này á, là nó rất là trẻ, nó chỉ có 23 tuổi, rất là thành công trong cái bán xe. Các bạn coi, các bạn thấy không, cái dealer này, những chiếc xe này. Đó.
rất là đẹp. Mẫu mã đó các bạn không? Các bạn thích Camry, có Camry cho các bạn chạy. Thì ý nghĩa mình nói, mình chia sẻ cái này đó là những người cho mới qua định cư ở Mỹ, để làm sao mà để có chiếc xe để mình đi làm, khỏi nhờ nhã, khỏi nhờ giả ai hết, để đứng tên cho mình. Và không cần có nhiều tiền để trả một chiếc xe. Các bạn có thể down xuống 300-400 đô, rồi sau đó các bạn trả hàng tháng 350-400 tùy theo các bạn điều trả. Ok. Còn mấy các bạn nào mà có thắc mắc gì, muốn mua xe gì đó, thì trong cái tên của mình đó, các bạn viết cho mình biết, thì mình có thể giúp các bạn tới đây mua một chiếc xe các bạn vừa ý. Ok. Đó, ở đây rất là nhiều xe, mẫu mã nhiều xe các bạn. Mà các bạn muốn mua chiếc xe nào mới hơn nữa, các bạn có thể đặt cọc xuống, nói một người chủ ở đây, thì tôi muốn chiếc xe như vậy vậy, thì nó có thể đi mua, đi đấu giá chiếc xe về để lại cho các bạn. Ok. Không cần mua xe mới, mua gì tốn tiền. Và xe chạy vẫn ngon vẫn đẹp cho các bạn coi, đúng không? Đó. Thì ra thực sự một cái dealer xe này nó cũng vừa trọng nhỏ thôi các bạn, không có lớn. Thấy không? Thì những cái xe này á, trong này á, các bạn thấy không, sạch sẽ. Giống như đâu có giống như xe cũ đâu các bạn, thấy không? Đây nè. Mình cho các bạn coi luôn. Thấy không? Ghế sạch sẽ. Khúc này á, đồ sạch sẽ, xe không có. Thấy không? Trong xe coi các bạn trong xe nè, thấy không? Rất là đẹp. Chiếc này nhiêu? 7.500 đô thôi các bạn. Rất là đẹp, mẫu mã rất là đẹp. Thấy không? Chiếc này mà đi làm còn gì nữa, quá sướng luôn. Trả gần 2 năm thôi là hết. Nếu mình có tiền thì mình trả trong vòng 1 năm. Còn không có thì mình trả 2 năm, các bạn trả từ từ đi làm. Đó. Nhưng khi đa số những người đi qua ở Mỹ này, định cư này, họ không có biết cái máu méo chương trình này giống vậy. Thì mình muốn chia sẻ cho những người định cư qua Mỹ, mới qua Mỹ, thì để họ có một chiếc xe ngon để họ chạy đi làm. Nghe không? Bạn thấy không? Đó. Xe cả, các bạn muốn xe truck, xe van, xe gì, đủ là xe hết. Thì mỗi người nhầm khi đi qua Mỹ, thân nhân họ không có biết những cái chia sẻ này. Thì mình muốn chia sẻ này cho mấy các bạn biết là thế nào là không cần credit, không cần có tiền, chỉ có 300 thôi. Các trong túi các bạn chỉ cần có 300 thôi. Thấy không? Đã lấy một được chiếc xe gì? Camry, Lexus, Nissan. Các bạn muốn đi. Còn muốn chạy xe, các bạn muốn chạy xe sang Ford nữa, thì cái này hơi nhiều tiền nha các bạn. Nè. 2.000 cả. Các bạn muốn chạy xe đẹp vẫn có. Và chiếc này hơi nhiều tiền. Ok. Đó. Chiếc này mình không biết bao nhiêu, mình cũng hỏi chưa hỏi giá. Thì giống như các bạn muốn xe rẻ hơn thì nó vẫn có. Các bạn thấy thế không? Trong xe sạch sẽ. Nó mua xe gì các bạn, nó đã dạch chiếc xe này sạch sẽ hết rồi, có khách hết rồi. Những đó, cái chỗ cái dealer này nó bán rất là nhanh cho những dân mà bình dân không có tiền, không có nhiều đồ á, bán rất là đắt đó các bạn, xe bán rất là chạy. Ok. Thì đó, nó hơi nhỏ một chút xíu mà cho những người mà không có credit, thấp low income, là ít có tiền để họ sử dụng, họ có một chiếc xe ngon để họ chạy. Ok. Đang đi làm. Ok. Thì mình mời các bạn đi vô theo thăm một cái người chủ rất là trẻ, chỉ 23 tuổi thôi. Cái này là như bạn của mình nữa. Ok. Không phải người Việt Nam, người Mỹ. Vô thăm nha, một người chủ. What's up, man? What's up, man? Hey, this guy here. This guy the owner. Người là một người chủ here. Nice to meet you. See? Welcome. Yeah. I just want to say Vietnamese, so you know. Nếu các bạn cần nó giúp gì đó, mua xe qua Mỹ gì đó,
thì cho nó biết. Đó, nó tên là Chris nè các bạn, thấy không? Cái điện thoại nằm đây. Ok. Đó, 619-490-8000 Auto Express. Thì chỉ nói là Jason recommend you guys, là Jason, tên Jason, thì nó sẽ giúp các bạn được tìm chiếc xe dự ý để chạy đi làm nha. Ok. Ok, đây là bạn của nó, his friend. Ok. Một người trẻ tuổi, 23 tuổi. Ok, thì người Việt Nam thì nó giúp các bạn được một cái chiếc xe để dự ý để chạy đi làm. Ok. À, vừa giá tiền thì các mà cho các bạn. Ok. Thôi tới đây vậy mình chia sẻ cho các bạn biết vậy thôi, để các bạn biết để đi qua Mỹ có thấy một chiếc xe để mình đi làm an tâm. À, khỏi cần nhờ giả ai hết, à, không cần mang ơn ai, và được một chiếc xe dự ý để mình chạy đi làm. Thì ở đây mà mình không recommend bạn chạy Mercedes, tại nó ưa đồ ưa hư lắm. Mình chỉ nhất là một Lexus hay là Toyota để mình chạy dễ sửa để đi làm với các bạn. Ok, thì mình đã chia sẻ một cái trời giờ đang hơi nắng rồi các bạn, thì mình đang quay hơi trời hơi nắng chút xíu, thì mình đã chia sẻ cho các bạn là qua Mỹ thế nào mà có chiếc xe để chạy. Ok, thì mỗi đa số là những người ta không có biết, thì người ta phải đi vô dealer họ mua chiếc xe mới, rồi xe mới phải nhờ anh em chị em đứng tên dùm, rồi rất là phiền họ. Rồi các bạn phải mua bảo hiểm nữa, nhất là cái bảo hiểm nhằm khi các bạn chạy lỡ bị cái gì, rồi người ta buồn nữa, ta nhằn này kia nặng nọ, còn cái này các bạn tự mua bảo hiểm của mình, tự tự ấy luôn, tự túc tự gì hết, thì nó không cần phiền ai hết các bạn.